Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại đến với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tựa game Best Simulator 99. Trong đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em những cách để cày game nhanh trong tựa game này. Thì cách đầu tiên cũng là cái cách mà đơn giản nhất, đó chính là anh em mua VIP mà anh em ạ. Đấy, đây là cái cách nhanh nhất mà để em kiếm kiếm được game, đó chính là anh em mua VIP. Nè, đó là đối với những anh em đi cày nha anh em, thì anh em mua VIP. Thì cái game bắt VIP là gọi khoảng là 450 hay 600 Robux gì đấy. Đấy. Thì sau khi em mua game bắt VIP xong ấy thì ngoại trừ là anh em có thể vô được cái khu vực VIP để anh em cày game thì anh em sẽ nhận được là một cái ván trượt. Một cái ván trượt này, một cái shop bán hàng. Rồi một cái quà tặng là 3 phần quà mỗi 6 tiếng. Thì mỗi 6 tiếng anh em chạy qua đây thì sẽ anh em cho 1.200 kim cương và 3 hộp quà. 3 hộp quà này này. Đây, 3 hộp quà này. Đấy. Thì đó là bởi của VIP. Nhưng mà tương lai thì có thêm chức năng gì không mình không biết. Đấy, thì đó là ít hiện tại. Thì mà khi mà anh em có VIP rồi ấy thì anh em sẽ vô đây, anh em treo ấy anh em. À, anh em vô đây anh em treo. Thì anh em có thể có hai cách treo. Một á, là anh em mua thêm cái pass auto farm này, xong anh em vô đây, chạy vô cái chỗ này xong anh bật lên. Đấy thì anh em đi đâu thì con bé vẫn farm. Đấy, anh em tầm em xong anh em đi làm nhiệm vụ hoặc là đi cày đi mua đồ rồi ấy. Đấy thì anh em quay lại. Anh em quay lại thì nó vẫn farm bình thường nha anh em. Đấy. Còn mà anh em mà bấm auto farm xong anh em chạy vô chơi mini game ấy thì cái auto farm sẽ mất nhá, nên anh em phải lưu ý cái gì đó. Thì làm sao để farm tối ưu game nhất khi mà farm chay kiểu gì? Thì đầu tiên anh em cần đó chính là anh em mấy cái enchant anh em ạ, enchant. Đấy, thì mình anh em xài mấy cái enchant mà tăng diamond như này này, đấy, mấy cái enchant tăng diamond. Đó. Là diamond 5 này, diamond 4 này, diamond 4 này, anh em mấy cái enchant này stack được với nhau nhé, anh em xài mấy cái này. Tiếp theo đó là anh em sẽ cắn thuốc anh em ạ. Đấy, anh em gán mua bình xe ráp bình thuốc xịn nhất, thì hiện tại là bình xịn nhất mình là bình 4. Thì anh em sẽ ráp lên bình 5. Đấy, ráp bình 5. Đó, để sau đó anh em xài. Thì bình này có stack, ví dụ là anh em treo đêm đi, anh em treo 3 4 tiếng thì anh em xài 3 4 bình. Đó, để nó stack thời gian lại nhau. Còn anh em mà kiểu không có bình xịn để tăng thêm tỷ lệ thì anh em xài bình thấp cũng được để tăng thêm thời gian. Đấy, ví dụ là bình xịn thì là 50% trong 30 phút. Nhưng mà bình thấp thì là 30% trong 25 phút. Đấy anh em kiểu là xài nhiều bình để tăng thời gian hoặc nhưng mà giảm số lượng. Đấy còn này là xài nhanh nhưng mà nhiều số lượng hơn nhưng mà thời gian ngắn hơn. Đấy. Thế là tùy theo anh em nhé. Rồi ngoài việc mà anh em xài thuốc ra thì anh em có thể là vô đây xài charm anh em ạ. Thì trong đây sẽ có mấy cái charm xịn là nó sẽ tăng tăng drop drop kim cương khi mà con bé nó nhặt được, thì cái charm nó khá là hiếm. Đấy mình hiện tại không có là mình không xài anh em ạ. Đấy. Thì sau cái heo đó chỉ là anh em cắn xài cái lá cờ này này. Ấy thêm cắm lá cờ vô thì trong 5 phút thì cái kim cương em nhận được x2 trong khu vực đó. Đấy. Hoặc là anh em thể xài trái cây, giờ đây trái cây này, em cắn vào. Đấy, mà trái cây này phải stack được anh em cắn, anh em muốn thích farm nhiều anh em cắn càng nhiều càng tốt. Đấy. Rồi, đó là cách đầu tiên cho anh em mà có VIP thì em treo. Đấy. Còn mà anh em treo theo kiểu AFK qua đêm ấy thì anh em đứng ở chỗ khu giữa giữa này anh em ạ. Anh em gán mua hết tất cả các mà búp mà tăng tầm nha anh em, còn không thì anh em có thể xài cái búp mà 500 như mình. Đấy. Em chỉ cần xài một cái level 3 là đủ rồi, không cần level 4. Đấy, để xem mày đứng ở giữa vậy là sẽ thu hoạch được hết tất cả xung quanh luôn. Còn em không xài thì mấy cái ruột xung quanh này này nó sẽ không nhặt được anh em ạ. À. Đấy, nên là anh em nên là xài ít nhất một cái là target 3, một cái là 500 bay này. Đấy. Đó là cái đầu tiên. Tiếp theo là về việc mà anh em không có VIP thì anh em farm như thế nào? Thì có khá là những cách farm. Thì đầu tiên nhất là anh em chơi mini game. Chơi mini game là một cách farm kim cương khá là ngon. Đó là cái đấy. Chơi mấy mini game rồi thì mini game như là câu cá này, upbeat này hoặc là đào khoáng này thì cái đó là dành cho anh em mà kiểu rảnh tay nhưng mà là nhiều anh em farm. Đấy, tiếp theo chính là anh em nhận mấy hộp quà miễn phí. Đấy, hộp quà miễn phí mà sau một khoảng thời gian em nhận được kim cương, như là hộp này này là được 300 này, rồi một cái hộp nữa ở chỗ nào ấy là nó cho anh em 1.200. Mình dẫn anh em xem một cái chỗ này nó cho anh em 1.200 kim cương. Đấy chỗ này anh nhận vào 1.200, 1.000 tới 1.250 kim cương. Đây là mấy cái chỗ hoặc là anh em đi nhà nhiệm vụ là nhiệm vụ này hoặc rebirth, mấy lần rebirth đầu tiên thì nó cũng cho anh em kim cương nữa. Đấy. Đó là một những cách. Rồi nếu như mà anh em muốn AFK ấy thì anh em AFK chỗ khu vực nào là tốt nhất, thì mình khuyên anh em là anh em nên AFK ở khu vực cách khu vực xịn nhất của mình là tầm 2 tới 3 khu vực nha anh em. Thì khi mà anh em farm ở khu vực thấp hơn khu vực cao nhất hiện tại anh em thì anh em sẽ được búp đam. Búp đam, ví dụ nha. Ví dụ chỗ này đi thì một cái lít tay của mình. Cái đất tay của mình là tầm cỡ 200 mấy mờ đúng không? Nhưng mà khi anh em mà chạy lên khu vực cao nhất đi. Chạy khu vực cao nhất. Thì một cái đất tay mình chỉ có 64 mờ thôi. Đấy nên là khi mà anh em farm kim cương ấy
thì em kiếm cái chỗ nào mà thấp hơn cái chỗ cao nhất của anh em tầm một hai khu vực, ví dụ anh em phao chỗ này chẳng hạn, ấy là 153 10 đúng không, thì phao chỗ này là 192 đấy, anh em cứ farm tầm thấp hơn một hai khu vực ấy, nó sẽ thứ nhất là sẽ kiếm tiền nhanh hơn, thứ hai là ví dụ anh em phá lóc nhanh hơn thì cái tỷ lệ xuất hiện kim cương càng nhiều đúng không. Ấy mình khuyên, nhưng mà anh em mới tới mắt cuối thì mình khuyên anh em là nên farm cái chỗ này, cái chỗ thấp hơn cái map thấp nhất cao nhất ấy là một map, tại cái chỗ này khi mà anh em xài mà cái mà 500 ấy thì đứng giữa thì sẽ thu hết thật hết luôn, còn mấy chỗ này thì sẽ khá là kiểu map nó dài dài như này ấy, anh em khá là khó, hoặc anh em mà không farm được thì anh em đứng cái chỗ này, anh em cao chỗ này anh em farm đấy, đó còn là một cách, đó là một những cách mà để em có thể farm kim cương. Và cái cách tiếp theo và mà anh em mình chỉ em cái là cách trading anh em ạ. Dù anh em là có mấy con máy xịn chẳng hạn, anh em sẽ đi trading, thì để trading thì anh em cần thiết là anh em phải cần rất là nhiều tiền đấy, anh em cần rất nhiều tiền này. Sau đó anh em sẽ tới cái map mà anh em tới mở cái trứng mà xịn nhất game. Cái trứng xịn nhất game là cái trứng nào, là cái trứng mà cái map cuối anh em, trứng map cuối mà để mở ra mấy cái con mà 40 40k 50k rồi ấy. Đây map này, đây sao anh em sẽ mở cái map này, thì khi mở này anh em không cần phải dùng mình lắc hay bệnh gì anh em, thì mục tiêu của mình á chính là mở ra càng nhiều cái con cụ bắp nhất càng tốt, chứ là cái con ninja cái này ninja total này anh em mở càng nhiều cái con này càng tốt, vì ấy vì hiện tại là cái con này á là cái con mà duy nhất có thể ráp được cái lên cái con sai boss dominate này một cách dễ nhất anh em ạ. À. Đấy còn cái con này thì công thức thì nó 20 con này, nhưng mà cái tỷ lệ là mình sẽ ra trùng con này, còn con này sẽ không có tỷ lệ bị ra trùng cái con đó ấy, nên là anh em gán cày cày con này này ấy, anh em cày tầm 10.000 20.000 con này, xong em ráp lên dạng rainbow của nó, anh em ráp lên dạng rainbow, sau đó anh em chạy tới cái chỗ máy phu, cái máy phu nằm ở khu vực 20 23 28 đấy. Cái máy phu nằm ở khu vực 28, em chạy vào đây em phu thì tầm là 40 con rainbow nha anh em, 45 con rainbow này, em cần 45 con rainbow này thì anh em sẽ full được một, có khả năng tỷ lệ rêu full được một con cyborg dominant, và cái tỷ lệ ra được cái con này khá là cao. Và sau khi mà anh em có được cái con dominant rồi đấy, em sẽ tới chỗ trading anh em bán, thì một con dominant này đấy, giá tầm khoảng là 10 tới 20k kim cương nha, anh em phải bán thấp hơn để bán nhanh cũng được đấy, nhưng mà mình khuyên cứ để là 10 tới 20k kim cương đó là con dominant. Còn cái con mèo mà rainbow này đấy thì nó giá cũng tầm khoảng còn cỡ con này, nhưng mà nó sẽ rẻ hơn một tí là tầm 10 tới 15k đấy nhá, 15k, và hiện tại thì giá càng ngày càng xuống anh em ạ. À. Nên là anh em gán cày thì em gán mua được cho nhanh nhanh tí nha anh em, anh cày mua nhanh tí, con này thì là anh em bán 1k là đủ anh em ạ. À. Đang bán 1k đủ lời đủ nhanh rồi, tại hiện tại là khá là khó người mua ấy. Rồi cái con rainbow này thì anh em bán tầm năm con 1k ấy, hoặc là anh em bán từng con một, dù là một con 350 gem chẳng hạn ấy, thì vẫn có người mua nha anh em, một trăm một một con 350 vẫn có người mua, nhưng mà anh em sẽ cày gem hơi lâu một tí tại vì anh em bán lẻ từng con ấy. Còn kiểu là nhiều lúc anh em kiếm kiểu 10 con mà 1.000 như vậy, nhưng mà kiểu giá thấp hơn mà đếm ai mua, anh em tại thấy 1.000 mắc quá đếm ai mua ấy, nên là thành ra là anh em bán kiểu từng con một mà giá nó cao hơn một tí thì vẫn có người mua bình thường nha anh em ấy. Và cái cách cuối cùng đó chính là cái cách AFK này, mà một cái cách mà kiểu là anh em out game thì anh em vẫn có thể mà farm được, chính là cái day care anh em. Anh em sẽ tới chỗ bãi biển level 20 này. Đấy. Em tới cái này chỗ day care anh em. Đấy, thì anh em vô đây nhận quà. Đấy, nhận quà dù là hiện tại đang là xài 9 con này và một con này đi ra mới có này anh em, mình nhận này. Đấy, thì mình sẽ nhận được 6k kim cương nha anh em. Đó. Thì cái này lúc mà anh em online ấy, thì cái thời gian của nó là chỉ tầm 4 tiếng thôi. 4 tiếng hay là 3 tiếng 2 tiếng gì đấy, nhưng mà lúc mà anh em out ra thì thời gian của nó sẽ là 6 tiếng. Và lúc mà anh em chọn cái này nè, anh em khi mà anh em kiểu không muốn chơi ấy, còn lúc mà anh em AFK vừa AFK mà vừa chọn cái này thì anh em chọn cái con mà kiểu mà anh em gần gần thấp nhất thôi nha, chứ đừng thấp nhất. Đấy, gần thấp nhất thôi chứ đừng thấp nhất. Đấy thì mình sẽ chọn mấy con xịn nhất của mình, dù là con mèo này đi. Chọn 9 con mèo này. Đấy thì cái con càng mạnh, mẫu hiếm càng xịn thì sẽ tỷ lệ tăng càng nhiều anh em. Dù là chạy làm xài một con này đi thì là 8,53 đúng không? Nhưng mà xài một con hươu đi 3,33 đi, mình chả hiểu là tại sao mình xài mascot này là 2,59 đấy, mà mình xài con dominos này là 10 phết luôn anh em ạ. À. Anh em mà xài cắm 10 con dominos vô là thành 100 lất, là tăng nhiều kim cương ép đấy. Mình thì mình xài là tầm 9 con này, 9 con này là được khởi khoảng 11,6k, và thêm một con này nữa là 12k kim cương đấy, thì sẽ dao động là phân nửa là từ 6.000 tới 12.000 kim cương đấy. Và người ta còn được những thêm mấy phần quà nữa, anh em nào hơn mà anh em nhận được cái quà xịn như cái này này đấy,
như sách này hoặc là sách này sách xịn nhất game, anh em mà nhận được cái này không, em bán 200.000 nhưng có đứa mua bình thường, anh em bán 300.000 nhưng có người mua, tại cái này cực kỳ hiếm, cái này là tầm khoảng 80 tới 150k đấy. Rồi anh em bấm Z xong thì 6 tiếng đồng hồ xem anh em quay lại đây là có, hoặc anh em trong game ấy thì anh em tầm chờ khoảng là 2 hoặc 3 tiếng gì đó để em có. Thế nha anh em, đó là những cách mà để anh em cày game trong tựa game này. Tương lai có những cách nào hoặc là mình thiếu cái cách nào thì anh em có thể comment bên dưới để mình biết nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.